Xin chào cả nhà, em quá dây chai sập sãi đây. Hôm nay em lên một con này là không biết cái này là cái máy gì nữa quý khách, nhưng mà em nghĩ là lây tới sành nè. Mấy game á, mấy game bớt 1 với bớt 2 giờ không biết nữa nè, chứ lây tới sành nè ha. Cái hãng Namco á, là cái hãng tựa game á, em hồi lúc em có chơi nè, đó Namco nè. Là cái hãng mà chuyên gia phát hành game á. Con này không biết sao thử nữa. Tại cái nguồn điện với cái sợi dây này nó nằm ở chung ở trong đây nè, em đâu biết điện nó nằm đâu rồi, thử không biết nữa. Con này thì cam kết là máy móc còn nguyên zin ha, dây dài chắc 2 mét được ha. Này, cũng Namco nè. Dây bọng lò mấy cái xúc kết mấy cái xúc két gì nè đây nè, xúc gì đó. Còn đẹp nè ha, không có bị gỉ sét á, cái miếng ở ngoài cũng không bị gỉ sét nè. Nơi này là giống như cái trống vậy thôi. Giống như cái trống mà. Rồi, nói chung là quý khách cô chú anh chị em nào gành hiểu. Nếu như không gành không hiểu thì mua về nghiên cứu. Coi thử ha, Namco nè. 2002 ha. Tờ 2002 tới giờ 21 năm rồi trời. Em cũng không tháo ra coi luôn, có gì trong đây luôn nha. Vậy là bán vậy luôn cho rồi. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào thật sự am hiểu gành hay là muốn nghiên cứu đó thì liên hệ em ha. Qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok và số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.